Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành APK Rồi, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bàn một xíu về việc chúng ta sẽ Xâm và ấp những vị tướng hay đặc biệt thứ tự lên như thế nào các bạn nha Rồi, thì theo những cái video trước mà mình đã lên cho các bạn Thì cái con tướng đầu tiên mà mình luôn khuyên cho các bạn lên trước là cái con Liveta Đây là một trong những con tướng support ung thư nhất hiện tại Với cái vai trò vừa support và vừa làm carry vô cùng nổi bật của mình đó là cái con bình minh Liveta các bạn thì tại sao cái con Liveta của chúng ta nó lại ngon đến vậy tại vì con này hiện tại đang hầu như là tất cả các chế độ đều cần nó các bạn từ việc các bạn đi map các bạn đi bốt các bạn đi bbb đều cần dùng ha do đó thì độ đa dụng của con Liveta này bây giờ đang là bậc nhất và cái con này nó sẽ được khai phá toàn bộ sức mạnh của mình ở bậc nào? Ở bậc A các bạn, xít 30 và ba món nội thất thì gần như cái tầm đó là nó đã cực kỳ ngon rồi các bạn. Và tầm xích 30, ba món nội thất thì chúng ta có thể kết hợp chung với Mahira tạo thành một team leo map rất mạnh. Hiện tại team này vẫn đang là một trong những team leo map cực kỳ mạnh và cực kỳ đa dụng. Các bạn sẽ thấy team này hầu hết trong tất cả các team mà khi các bạn copy đội hình để leo map ở đây chúng ta có một team sử dụng đúng 3 vị tướng. canisa Pro, Mahira và Liveta thì chúng ta đã, đã tạo hình thành được một team leo map vô cùng hiệu quả và cực kỳ rẻ tiền luôn các bạn. Khi Li-Beta nổ thì con Mahira của chúng ta sẽ full mana và nó sẽ bắt đầu nổ được các bạn. Và cái cơ chế này là đến từ cái việc là cái con Mahira của chúng ta khi mà cái lượng máu thường nó được dư ra thì nó sẽ được chuyển hóa thành năng lượng mình sẽ lại thử lại một lần nữa nha cho các bạn cùng xem đội quả của team này và libeta sẽ là cái con tướng đầu tiên mà mình khuyên các bạn nên lên tuy nhiên mình phải nhấn mạnh một cái từ tuy nhiên các bạn trong một số trường hợp cũng như trong một số cái phiên bản gai hướng dẫn thì người ta có bảo rằng là trước khi chúng ta lấy một cái con Liveta thì chúng ta nên lấy thêm một cái con tướng khác nữa về tim đó là con Damia. Thì tại sao người ta lại có cái cái lời khuyên như thế này các bạn? Đó là trước khi các bạn lấy cái con Liveta thì chúng ta nên ấn định một cái con Damia vào tim trước. chắc tức là chúng ta sẽ xâm lấy trước một mảnh Damia sau đó thì chúng ta mới quyết định lên cái con Liveta các bạn tại sao chúng ta lại làm như vậy thì đó cũng đến từ cái tác dụng của con damia trong tim đến từ tác dụng của con damia trong tim đây là vị tướng mà mình nói tới các bạn quý cô mùa hạ damia con tướng mặc váy hồng đeo cái huyền trưởng có hoa cực kỳ xinh ở phía bên trên góc thì damia nó là một trong những con pháp sư support hiện tại độ đa dụng cũng không kém gì libeta các bạn con này thì cực kỳ đa dụng và đa dụng mà được sử dụng nhiều nhất là ở trong quá trình leo map Hầu như map nào chúng ta cũng cần mượn tới sức mạnh của quý cô mùa hạ Damia này Cái mạnh nhất của Damia chính là cái chiêu nộ của vị tướng này các bạn Nó sẽ tạo ra một lĩnh vực hoa Và trong lĩnh vực hoa này các bạn thấy nha Đồng minh của mình hết máu, cây địch hết máu cũng không thể bị tiêu diệt Và đây là cái làm nên thương hiệu cũng như là độ hiệu quả của con Damia Ngồi một số cái mục đích, một số cái vai trò khác Như là nó bút thêm sát thương và khi nếu mà chúng ta sở hữu trước được một mảnh của con Damia này thì chúng ta có thể dùng được trong những mục đích nào một đó là trong quá trình leo map thì các bạn có thể kẹp chung vào một vài cái con tướng Carry cũng như là support bọt khác để cho nó nổ được là con Carry của chúng ta sẽ chơi game được và gây nhiều sát thương lên kẻ địch cũng như là không bị rơi vào ngưỡng máu tử có điều kiện để tiêu diệt được toàn bộ đối phương bên kia thứ hai là khi các bạn sở hữu được một mảnh Damia sớm thì các bạn có thể sử dụng cái con Damia này vào trong bot vương quốc bị sấn các bạn bởi vì cái kỹ năng ngăn không cho team mình rơi vào ngưỡng mũ tử cũng như là nó sẽ rất giúp ích trong một vài cái team bot đặc biệt là trong cái team bot Oden này các bạn không có con Damia thì chúng ta không thể nào có được cái ngưỡng đam cực kỳ cao tại vì con Damia này nó chống cho team mình không bị sốc đam chết trong vòng một vài nỗi nhà khi mà con bot nó nổ nói chung là tác dụng của con Damia này rất nhiều các bạn và theo các bạn thì chúng ta nên lấy trước một mảnh Damia để cho hỗ trợ quá trình leo map cũng như đi bot hoặc là đi trong BBB của các bạn thì các bạn có thể bình luận bên dưới video nha. Chúng ta nên lấy trước một mảnh Damia trước khi chúng ta quyết định xuống sát với con Livita hay không thì mời các bạn để lại bình luận bên dưới video. Rồi, đó là Damia. Và sau khi chúng ta đã hoàn thành con Livita thì cái con tướng nào thì chúng ta sẽ lên full sau với con Livita các bạn không ai khác chính là quý cô mùa hạ Damia của chúng ta các bạn đây là một trong những con tướng mà các bạn nên ưu tiên thì uh, lúc nãy thì có một băn khoăn đó là đầu tiên chúng ta có nên lấy một mảnh hay không và cái đó là cái băn khoăn thứ nhất ha cái thứ hai đó là khi mà xong cái con liberta thì đây là con tướng bắt buộc các bạn phải lên rồi vì độ đa dụng và sức mạnh của nó thì không cần phải bàn cãi nữa một trong những con tướng support pháp sư mạnh nhất giai đoạn hiện tại luôn đó, các bạn đi đâu các bạn cũng sẽ thấy quý cô mùa hạ Damia này và con Libeta và con Damia dựa theo bộ kỹ năng của hai vị tướng này thì đây sẽ là hai cái con tướng rất khó bị ao meta các bạn các bạn đầu tư vào những cái con này thì về sâu về lâu về dài chúng ta vẫn sử dụng rất là tốt rồi như vậy thì vị tướng thứ ba chúng ta nên lên là con nào thì lời khuyên chân thành của mình đó là vị tướng thứ ba chúng ta nên kiếm trước một mạnh con Mahira này để chúng ta kẹp chung vào con libeta là một team leo map các bạn, là một team leo map. Tại vì khi các bạn đã lên xong con Libeta rồi thì không việc gì chúng ta không nên kiếm trước một con Mahira này kẹp chung vào Canisa và Ru với lại Libeta cũng cùng với một vài con sụp bột và con tăng cơ khác thì chúng ta đã có một team leo map ba team cực kỳ ổn định và đây là một team leo map cực kỳ meta luôn các bạn. Các VIP player hiện tại đang leo tới map cao nhất vẫn sử dụng cái combo đó là Mahira cộng với Libeta nha. Combo này mang lại đội hiệu tuyệt đối luôn đó các bạn. Và đặc biệt là combo này nó có thể release được cái con Bet cực kỳ mạnh của chúng ta là con hai cẩu ngũ vật ra khỏi cái team mây ra để giúp cho các bạn sử dụng hai cẩu và một số team khác để hỗ trợ leo map tốt hơn và sau khi các bạn đã có được một mảnh tím mây ra thì chúng ta sẽ đến với cái con nào các bạn cái con tướng tiếp theo mà mình khuyên các bạn nên lên đó một con tướng hệ ma mang tên là lavatun thì à, nếu mà các bạn nào thường đi trong đi bot á các bạn nào thường xuyên mà đi map á thì các bạn sẽ thấy lavatun hiện tại đang được sử dụng đi map rất là nhiều kẹp chung với awaken birinda hay kẹp chung với awaken simira Nói chung là nó là một trong những con support cực kỳ mạnh các bạn. Dạng mạnh tương tự như song sinh nhưng mà nó là bản nâng cấp rất cao của song sinh các bạn. Bạn gọi là bản best update uh, bit update của con song sinh. Thì các bạn biết cái con song sinh từ khi ra đời tới giờ nó đã tồn tại với meta là vô cùng lâu rồi, thậm chí tới bây giờ nó vẫn còn tồn tại được với meta. Thì một cái bản bit update của con song sinh thì liệu có xứng đáng để chúng ta lên sớm không các bạn? Đó là Lava tun Con này rất ngon nha, rút cơ vượt sâu. Tuy nhiên khi mà nói tới việc cái con la lên cái con lava tool sớm này thì nó lại có một cái lấn cấn nhỏ sau đây các bạn. Thì mình nói để các bạn nói chung là các bạn sẽ đưa ra cái sự lựa chọn phù hợp vào với mình. Libeta của chúng ta là bình minh, còn chị Lucila của Libeta là hoàng hôn. Thì con Lucila này cực kỳ mạnh các bạn. Tuy nhiên cái con này thì nó lại yêu cầu khá khá là gắt, cần phải ngưỡng sức mạnh đó là 3.6 E60 full option full option thì để lên một full option thì chúng ta phải lại tốn kha khá thời gian. Như vậy thì nó sẽ ngăn cái quá trình chúng ta lên con Lavaton nhưng cái ưu điểm khi mà các bạn lên con Liber, cái con Libe, cái con Lucila này như sau, đó là các bạn đã có một con Libeta. Thì khi mà các bạn lên thêm một con Lucila nữa, bạn khi mà các bạn lên thêm một con Lucila nữa thì các bạn sẽ có một cái tim cướp độ kho báu cực kỳ mạnh bao gồm những cái con tướng như sau chúng ta có Lucilla, có chúng ta có Libeta, chúng ta có Melin, chúng ta có Abido và chúng ta có con Emilia kết hợp chung con hải cẩu uống ngực là một trong những team lưu map. Sau đây các bạn team BB cực kỳ mạnh có thể cải thiện thứ hạng TS cho các bạn. Phải gọi là cực kỳ mạnh nha. Đây là một cái trong những team mà cái team team TS rất mạnh các bạn kết hợp chung với Libeta và Lucila khi mà các bạn đã có em trai Libe thì các bạn sở hữu thêm một con Lucila nữa thì chúng ta sẽ có combo như thế này rất mạnh và rất ổn Vô ra thì có một cái biến thể khác cho các bạn có thể thấy ở đây là chúng ta có thể kẹp chung với bay đình phượng thường flora ta tạo thành một cái team tim khác các bạn gọi là team cù nhây nhưng mà về các bạn cái team mà team kẹp chung với không gian chị em nhà Libeta là một trong những team leo BVB rất mạnh các bạn và team này kết hợp chung với hai cẩu sẽ là một team rất mạnh và duy trì lâu với meta rồi nhưng mà theo mình đánh giá, nói chung là việc mà các bạn lên cái con Lucila sau cái con Damia thì nó sẽ tận dụng được sức mạnh của Libeta Nhưng, nhưng, về độ hot trong Meta thì hiện tại mình vẫn đánh giá cái con Lavatool cao hơn Độ hot trong Meta, độ đa dụng, sức mạnh các bạn Thì rõ ràng cái con Lavatool này nó cho thấy một cái độ hiệu quả khi các bạn chụp chung với những con carry trong BBB là cả về quá trình đi map ấy, thì nó hiện đang hiệu quả và nó ngon hơn hẳn so với con Lucilla tùy tùy các bạn nha thì lời khuyên của mình là chắc là chúng ta nên lấy theo meta còn các bạn muốn tận dụng cái con Libeta đã có sẵn đã tạo thành một team BB ổn áp thì các bạn có thể lên cái bé Lucila rồi nhưng mà hiện tại thì ạc mình vẫn đang lên cái con lava này các bạn của đây sẽ là một trong những con tướng gọi là không thể thiếu trong đội hình bắt buộc phải có các bạn nếu mà các bạn không muốn các bạn bị thọt khi các bạn sử dụng leo Map hoặc là BBB thì Lava Batun rút cơ vực sâu này là con tướng chúng ta cần phải phải lên. Ok, như vậy thì giữa hai cái con Lava Batun và cái con Lucila này thì các bạn chọn lựa cả hai thôi, một hai thì tùy. Thì các bạn thấy con nào phù hợp với team mình hơn thì chúng ta sẽ lên. Rồi như như vậy thì sau Lava Batun và sau Lucila thì chúng ta sẽ đến với những vị tướng nào? Ở đây thì chúng ta có một vài cái tên khác như là Damia như là Anna, mẹ băng giá, rồi chúng ta có vây thêm Thì đánh giá tiếp theo những cái con tướng hay đặc biệt mà đáng lên nhất tiếp theo các bạn Thì chúng ta sẽ có là Anna mẹ ban giá và con vây thêm hệ thần này Và thứ tự của hai con này thì chắc là chúng ta sẽ lên Anna trước các bạn Chúng ta sẽ hoàn thành Anna trước đã kẹp vào một team BBB cũng như là hỗ trợ hỗ trợ để để leo map tốt hơn các bạn sau đó thì chúng ta sẽ lên một con vây then và sau khi đã hoàn thành vây then thì chúng ta sẽ quay lại nâng cái con mahira của chúng ta lên bậc đỏ để chi các bạn để cho nó một có một cái 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 cơ chế bảo vệ bản thân mình để cho con mahira này kịp nổ trước khi nằm xuống bởi vì cái khả năng hồi lại máu bởi những cái con dơi và sau cái con mahira thì lời khuyên của chúng ta là kiếm thêm một con kaza bậc đỏ để chúng ta có trang bị độc quyền cấp 30 của vị tướng này gia tăng thêm thời gian CC của team mình lên cái địch đây là một trong những vị tướng pháp sư hỗ trợ khá là mạnh trong giai đoạn hiện tại gia tăng thêm về thời gian CC và tác dụng chính con này chính là đi BVE các bạn đi map và leo tháp là chính nha rồi còn những cái tên khác còn những cái tên khác ví dụ như là con Canisabru tất nhiên là chúng ta cần phải nên lên Jonas cũng vậy hoặc là một vài cái tên khác nhưng mà trong quá trình các bạn lên xong full cái list tướng mà mình vừa giới thiệu thì chắc chắn với các bạn sẽ có những cái con tướng hay đặc biệt khác mạnh hơn sẽ được ra mắt do đó thì bạn xếp hàng của chúng ta cần phải thay đổi đối với newbie ấy. bây giờ những cái con tướng mà những con tướng gần gần như là bị ao meta như là phượng thường như là con song sinh như là con hay hoặc là bên hệ ma như là cái con motas như là con canisa như là con yoras thì những vị tướng đó thì chúng ta chúng ta không cần quá ưu tiên đâu các bạn có các bạn có thể sử dụng những mảnh tím bằng cách là các bạn mở đá tím nó hơn nó ra hạt xâm hơn nó ra hoặc là như con Jonas thì chúng ta có thể mua trong cái cửa hàng thách đấu 3 với 3 tích từ từ các bạn còn các bạn không cần quá ưu tiên những cái con tướng đó tại vì cơ bản tác dụng của những cái con này thì nó sẽ không quá quá ngon trong cái thời điểm hiện tại mà khi mà các bạn build xong có thể nó cũng có thể là sẽ bị ao meta và chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ tập trung vào những cái con tướng hệ ma và thần mới sau này nó ra mắt các bạn nha Chắc chắn với các bạn là khi các bạn build được tầng ấy tướng thì sẽ có những cái con tướng hệ thần hệ ma khác ngon hơn và đáng để chúng ta lên hơn so với những cái con tướng bị ao meta những con tướng đã quá cụ kỹ kia rồi rồi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video nếu các bạn có ý kiến gì các bạn có thể để lại bình luận bên dưới video nha về cơ bản á, các bạn về cơ bản thì cái lít tướng mà mình vừa giới thiệu đó là một trong những tướng hệ thần và tướng hệ ma gần như là ngon nhất trong cái meta hiện tại rồi có một con nữa là con canisabru con này thì đã kẹp vào team uh, Mayra và con liveta thì khi mà các bạn đã hoàn thành được con Libe kiếm được một mảnh con Mayra thì các bạn nên kiếm về một mảnh con Canisa nữa nếu mà các bạn mở đá tím nó ra hoặc là xâm thường nó ra thì quá may mắn rồi các bạn không cần phải cho vào đền thiên văn để các bạn xâm còn không thì chắc là các bạn vẫn nên lấy một mảnh con tướng này về để tạo thành bộ ba leo map cực khỏe các bạn nha đó là Limica rồi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha xin chào tạm biệt bye bye